Nghe tin Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần, chiều hôm qua, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã gửi lời chia buồn tới chính phủ, nhân dân Việt Nam và gia quyến của Chủ tịch nước. Lời chia buồn viết: "Tôi hết sức bàng hoàng và vô cùng thương tiếc khi nhận được tin Ngài Trần Đại Quang, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vừa mới từ trần. Thay mặt cho chính phủ và người dân Nhật Bản, tôi xin gửi tới chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, người dân Việt Nam và gia quyến Ngài Chủ tịch nước lời chia buồn sâu sắc nhất. Ngài Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đại diện cho đất nước Việt Nam tiếp đón Nồng hậu Nhật Hoàng và Hoàng hậu Nhật Bản nhân chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam vào mùa xuân năm ngoái. Năm nay, nhân dịp kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Nhật Bản và Việt Nam, Ngài Trần Đại Quang đã có chuyến thăm cấp nhà nước tới Nhật Bản từ cuối tháng 5 tới đầu tháng 6. Ngài đã cống hiến hết mình cho quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia. Cá nhân tôi đã có vinh dự được gặp Ngài Chủ tịch nước Trần Đại Quang 4 lần. Trong đó, tôi đặc biệt muốn bày tỏ lòng kính trọng trước việc Ngài Chủ tịch nước đã chủ trì thành công hội nghị cấp cao APEC diễn ra vào tháng 11 năm 2017 tại Đà Nẵng, nhất là những đóng góp to lớn trong việc ký kết hiệp định TPP-11 tại hội nghị. Nhật Bản và Việt Nam, với tư cách là đối tác chiến lược, vô cùng thương tiếc trước sự ra đi của cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang, người mà với sự lãnh đạo sáng suốt của mình đã xây dựng nên quan hệ hợp tác gắn bó trên các lĩnh vực sâu rộng giữa hai đất nước. Cầu mong Ngài yên giấc." Cùng ngày, Ngoại trưởng Nhật Bản Kono Taro cũng đã gửi lời chia buồn về việc Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần. Thưa quý vị, cũng trong chiều hôm qua, theo giờ New York, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã dành một phút mặc niệm Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Phát biểu trước khi khai mạc phiên họp toàn thể thứ 3 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 73, trước sự có mặt của đại diện 193 quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc, Chủ tịch Đại hội đồng bà Maria Espinosa Garcet đã thông báo về sự ra đi của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, đồng thời gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình của Chủ tịch nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam, đề nghị đại diện các nước tham dự phiên họp dành một phút mặc niệm cho Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Sau phút mặc niệm, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, Đại sứ Đặng Đình Quý đã phát biểu cảm ơn, chia sẻ và cảm thông của bạn bè quốc tế đối với những đau thương và mất mát to lớn của nhân dân Việt Nam trước sự ra đi đột ngột của Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Trước đó cùng ngày, người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres ra tuyên bố bày tỏ sự đau buồn đối với sự ra đi của Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang. Tuyên bố có đoạn viết: "Là một người bạn của Liên Hợp Quốc và là người đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển của Việt Nam, Chủ tịch nước Trần Đại Quang sẽ luôn được tưởng nhớ ở trong và ngoài nước." Ngày 21 tháng 9, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã gửi thư chia buồn tới Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khi được biết tin Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần. Trong thư chia buồn, Thủ tướng Hun Sen nhấn mạnh Chủ tịch nước Trần Đại Quang là một nhà lãnh đạo lớn và đáng ngưỡng mộ của đất nước và nhân dân Việt Nam, và ông là một người bạn tốt của Campuchia. Thay mặt chính phủ và nhân dân Campuchia, Thủ tướng Hun Sen gửi lời chia buồn và sự tiếc thương sâu sắc nhất tới chính phủ và người dân Việt Nam vì sự mất mát to lớn này.